Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8, nhận được tin báo của người dân, đội kiểm tra thú y kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã đột nhập kiểm tra lò mổ heo chết heo bệnh của ông Tống Thành Công, sinh năm 1991, ngụ tại ấp Phúc Nhạc 1, gia Tân 3, huyện Thống Nhất. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số công nhân đang giết mổ một con heo có trọng lượng khoảng 50 kg, toàn thân tím tái, có dấu hiệu bị dịch bệnh. Tiếp tục kiểm tra các tủ đông gần đó, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm gần 150 kg thịt heo, đậu heo, nội tạng đã ngả màu, bốc mùi hôi thối, đang được ướp đá chờ mang đi tiêu thụ. Ban đầu làm việc với lực lượng chức năng, ông Công khai nhận mua bán heo chết, heo bệnh ở các trang trại nuôi heo trên địa bàn huyện Thống Nhất, sau đó đem bán cho các trại nuôi cá sấu từ nhiều tháng nay. Do không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến việc giết mổ, cũng như không có nguồn gốc, heo có dấu hiệu dịch bệnh, nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tiến hành đưa đi luật chính theo quy định của pháp luật. Được biết, lò mổ này hoạt động rất tinh vi. Sau khi đưa thịt heo ra vào, lò mổ đều có người canh chừng đóng cửa, nên người lạ không thể đột nhập.